Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Boxstorm. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục Gas Station Simulator. Thì nó tắt vào phần trước thì chúng ta đã trang trí sơ được căn nhà. Chúng ta đã muốn được nhân viên và lên làm chủ. Đồng thời thì chúng ta có thể muốn được nhiều nhân viên nếu mà chúng ta nâng cấp được cái nhà mình lên và mua được nhiều phòng trọ cho nhân viên. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cố gắng trang trí hoàn chỉnh. Tại vì hôm nay chúng ta đã có người phụ rồi. Let's go. Bữa là mình trang trí ở ngoài hơn trang trí trong. Bữa sơn ở ngoài cũng hoàn thiện rồi, nhưng mà nâng cấp lên rồi lại sơn lại. Đây, nhân viên đâu rồi? Này, nói chuyện. Danh sách công việc. Xử lý thu ngân. Tôi không biết đi từ đâu ra nha, tới giờ tôi vẫn không biết nó đi từ đâu ra. Tôi không biết cái nhà tôi để đâu luôn á. Cái chợ nằm đâu nhỉ? Chỗ nằm đây á. Đây là chỗ đua xe mà. Thế giờ tôi không biết là cái chợ tôi nằm ở đâu luôn á, tôi nói thật. Tiếng game ok mà đúng không? Tiếng game đâu có tiếng nhỏ quá nhỏ hoặc là quá lớn thôi nha. Tiếng game nhỏ quá mấy ông nhớ nói nha. Đây, thu ngân tôi đây. Giờ bắt đầu là mình mở là bình thường đi. À, với lại mình mở được một cái chạm xăng luôn rồi mấy ông. Với chạm xe buýt. Chạm xe buýt thì giúp có nhiều người hơn. Đây, chạm xe buýt ngoài đây nhé. Đây, mình mở được chạm xe buýt luôn rồi nè. Đó. Với đồng thời... để dọn rác cái. Chạm xe buýt mà cũng phải sạch chứ. Má thiệt, thằng nhân viên nó kiểu ẩn lắm ba. Nó đi từ đâu đến tôi cũng chả hiểu nữa. Ủa mình tăng rồi đúng không? Giờ mình mua thêm xăng thôi. Nè bắt đầu có tiền rồi. Mua thêm xăng đi. Xăng đâu rồi vậy? Cô Crisis Manager. Tính năng. Giao hàng. Cung cấp nguyên liệu 200 đít. Các hàng. Mình cũng mua trang trí bên ngoài là sao? Là mua thêm xe á. Thấy không cần lắm. Mua thêm cây vậy. Mua thêm cây. Mua thêm cây bên trong. Mua thêm xe ngựa. Mua thêm biển workshop này được nè. Không mua mua này. Cái này đẹp. Cái này tôi phải mua này. Cái này đẹp. Giàu mà. Đang rất là giàu. Mua cây xương rồng quá. Xương rồng không có nhất thiết. Mua đồ dùng sửa tại ngoài luôn nè. Mua luôn, mấy cái này đẹp nè, mấy cái này cần thiết nè. Nhìn nó giống như là cái chỗ sửa ô tô hơn. Nè qua đây coi. Làm ơn đi, đừng mua mê đi chích mất tôi cái. Ủa mấy cái này mấy mốt chi ta, sao mở nhiều quá nhờ. Ủa mấy cái này xa nhà mình lắm mấy ông. Khách đang ở sân ở đây. Xin lỗi anh nhé, em đang trang trí nhà cửa tí, em khá bận, xin lỗi anh nhé. Đây, giờ mình sẽ đem cái tủ lạnh vô đây nè. Chủ yếu đem cái tủ lạnh vô đây. Mình sơn thêm phía ngoài. Bữa sơn là sơn hết nè. Cái nâng cấp lên phải sơn lại tiếp nè. Phải đặt đồ trang trí. Quên đặt đồ trang trí. Có thuốc lá luôn với có rượu nè. Đấy, đơn giản vậy. Thì game này làm sao để end game. Đây, chạm xăng level 5. Mở được cái máy bay. Xong rồi. Ủa, mua gì vậy? Cái gì? Bilomatic Hammock, để chi? T. Ủa, sao là tiếng Anh? Không có tiếng Việt à? Phất. Không thể dùng. Cái này chắc... It's custom man words, ladies and gentlemen, blah blah blah. Thay đổi chất liệu của nền là có thể làm nền gỗ luôn, nhưng mà nếu mà mình muốn làm mấy cái này á thì mình phải đóng cửa tiệm mới làm được, mới cho làm được. Rồi hiểu.
Thôi cái đó tính sao đi mấy ông. Má mua cái búa xong hết bẹ tiền luôn. Mắc vậy. Ủa hết hả? Hết xăng hả? Chớ đồ hết xăng rồi. Xin lỗi anh nhé. Em hết xăng rồi. Trời ơi xin lỗi nhé. Tôi dịch mấy từ cơ bản thôi mấy ông. Tôi dịch mấy từ cơ bản thôi là thay đổi chất liệu của gạch. À, như là làm sàn gỗ. Với điều kiện rằng là phải đóng cửa cửa hàng. À, dịch là chuẩn bạ luôn. Tôi có học tiếng Anh nhưng mà tôi học tiếng Anh cơ bản thôi. Tại vì tôi chưa thấy nó cần thiết trong cuộc sống của tôi. Mai mốt tôi có thể học thêm. Đây rồi sửa xe. Ủa đũa xong xong chưa? Anh đi đi, người ta bấm chuông nãy giờ kìa anh hai. À, ông từ bê tông lên gỗ chứ mình là bê tông mà. Rồi sao hư vậy đây? Hư mỗi kính á. Ôi ôi. Ủa hết bánh xe luôn. Ôi, hết bánh xe, hết gương từ từ. Không để tôi đóng cái này, tôi đóng cửa đây lại. Hư gì nữa? Chết mẹ hết bánh xe rồi. Mẹ. Ôi ôi một ngày tồi tệ rồi. Từ từ ngày tồi tệ, ngày khá là tồi tệ. Một ngày tồi tệ. Quá cậu thả quá. Má hết lốp xe, hết gương. Cái xước còn không ta? Cái đồ chấm xước còn không ta? Tại vì mua cái hammer nãy đâu biết hammer nãy là cái gì đâu, mua xong nghèo luôn à. À đây cũng có máy tính nè, má chạy qua chạy lại anh chi. Gương còn 3 cái, bánh xe không còn cái nào. Còn 3 cái. Má. Mình tẻo quá. Tẻo quá mấy ông, tẻo quá. Chào sếp nha, có xăng đầy đủ nha sếp. Cảm ơn sếp nha. Hay là mình vay mình mua ta, mình vay không ta? Mình có thể vay mình mua mấy cái này tạm thời đi, rồi mình trả nợ chứ. Đóng lại cũng không phải là cách. Tự nhiên má mua cái hammer xong nghèo luôn á. Lốp xe đang tăng giá. Má ơi, lốp xe đang tăng giá. Cái này cũng đang tăng luôn. Chỉ gương xe giảm thôi. Chắc mua bốn cái gương xe trước đi nha. Quên. Trời ơi. Không là mình sửa chữa đây hết coi. Từ sửa chữa đây hết coi. Ở đây không có sửa được. Trời ơi, hôm nay tính trang trí mà cuối cùng bùm găng cái hết tiền à. Ảo thiệt đấy. Không sao, lo được. Lo được, không sao. Má bánh xe tăng giá nữa chứ, ảo thật đấy. Hôm qua còn có bánh xe giảm giá, mua tới 15 cái bánh xe luôn, hôm nay bánh xe tăng giá lại à. Mà tăng tới 20 đô luôn, hồi đó hôm qua mua có nhiêu? Có 58 à, 50, 4 mấy đô à. Hôm nay tăng lên 6 mấy rồi. Ảo thật đấy. Sơn màu trắng cho đẹp mấy ông. Sơn màu trắng cho nó nhìn nó sáng sáng á, người ta tấp vô. Ảo thật đấy, thật. Ảo thật. Ngồi và tận hưởng. Tận hưởng uống bia à? Sit and bitch. Mà cái nhiệm vụ này nó không có dịch ta. Sit on the beach. Ngồi ngay cái ghế và tận hưởng bia. Tao lạy mày luôn, tao chưa đủ nhân viên mà bắt tao ngồi tận hưởng. Tao chưa đủ nhân viên luôn bắt tao ngồi tận hưởng à. Biết là tao phải làm chủ rồi nhưng mà chủ mới có một người à. Thôi nghe lời nói rồi.
Làm TB làm sao vậy? Cutscene mới à? Mayday! 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 Ờ, máy bay hư. Ờ, nhiệm vụ máy bay nè. Nổ qua ảo vậy, tụi phải đó nổ chứ. Ôi, cái gì có tìm sửa máy bay luôn. À đây là cái DLC nè, hay nha. Ồ đây là cái DLC nè. Ờ đây là cái DLC nè. Khoan là tự đi. Tao biết là có máy bay nổ nhưng mà tự đi. Tao đang nghèo, tao chưa hề cứu mày được. Ủa sao chưa nghỉ ngơi rồi? U trả lương cho nó nghỉ ngơi rồi, trời ơi. Nhân viên ơi, nhân viên à. Tao lạy mày luôn á nhân viên. Từ từ xong hết tụi này đi rồi tôi ra đó coi thử mấy không. Có tiền lại đè, có tiền lại lẹ mà. Ok. Lỗi kìa. Từ tính tiền hết cho mấy người này cái điều mình ra mình có máy bay ổng có ông sống hay là còn máy bay không. Má nhân viên nghỉ đấy chứ. À thực đấy. Sao nhân viên nghỉ nha. Nhân viên ra làm đi chứ. Má ơi, nhân viên yếu dữ gì trời. Làm chưa tới ngày nữa nghỉ rồi. Thôi cho nó làm đi. Mình ra mình coi máy bay có gì nha mấy ông. Mình tưới xăng xong mình cũng dần cây xăng luôn. Cho nó tính tiền thôi. Mình dần xăng lại coi có điều gì sẽ ra nhé. Mình dừng chậm xăng cho tính tiền thôi. Dừng chậm xăng đi. À đâu rồi. Rồi. Quay làm đi mày. Mày lười biếng vãi. Tao đi coi tai nạn gần nhà mình coi. Tao đi không chuyện cái coi. Làm đi, nó tao trả lương sao. Tao đi không chuyện cái. Ồ, cái này là cái khu sửa máy bay nè. Ờ. Đây rồi, có DLC mới cho mấy ông coi nè. Đồ, ngon hết sảy. Đây rồi. Gì đây? Ừ, tao đây. Cần giúp đỡ à? Nó ổng là Jodo Wojcicki. Mày, ngươi là ai? Tao không biết nơi này. Tao không biết cậu. Cậu bị câm à? Làm ơn đấy, đây là một cái điều tồi tệ nhất tôi đã từng gặp. Đây là cái nơi của cậu à. Đây là nơi mà tôi có thể quan tâm tới cái máy bay của tôi. À, hãy giúp ông tạo lên một cái trường sửa máy bay. Và xong rồi ông cần mình sửa giúp giọng luôn. Cái DLC mới này chưa có tiếng Việt. Ờ, nên là thảo nào là nó không dịch. Đây. Là ông này ổng sợ mình ổng bị hư máy bay, ổng sẽ lo liệu cái vụ sửa cùng với mình luôn. Và ổng kêu là hãy vô đây xem coi có cái gì có thể sửa được nè. Má dọn cái thống này á.
Đợi tí. Nhân viên thì chưa có mà tới cái máy bay rồi á. Từ 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 từ. Cái máy bay này là chúng ta khoan khoan đi. Khoan khoan đi. Nâng cấp được nữa không ca? Nếu mà nâng cấp mướn hai nhân viên thì ổn. Tôi cần mướn hai nhân viên. Thứ tôi cần là mướn hai nhân viên mấy ông ạ. Mướn hai nhân viên. Ông này để ở ngoài không được hả? Buồn dữ vậy. À đây để ở ngoài được mà. Cứ tôi cần đang mướn hai nhân viên với ông ạ. Muốn một nhân viên thì nó. Mẹ này sao quá. Tưởng nó là cái gì. Tưởng nhỏ nhỏ. Trang trí à. Mình cần gì đẹp đẹp như đầu. Đầu dê đầu hưu. Mình còn poster không ta? Còn poster đúng không? Ờ, bắt lấy poster gì nhỉ? Lấy poster, đứa poster có vẻ đẹp ấy. Poster này nè. Tên này đi. Có đàn piano luôn. Hợp lý, hợp lý. Mua hai này đi. Đây rồi. Mua hai cái treo để trước cửa đẹp hơn này. Ui. Ui ui. Ui. Anh nhìn đâu con dữ vậy anh? Phức. Anh đi tập ở đâu vậy anh trai? Chỉ em đi tập gym với. Cái cây để bên trong xấu quá à, nhìn nó chiếm nhiều chỗ lắm. Cái cây nhìn nó chiếm poster đẹp thế nha. Cái cây nhìn nó chiếm nhiều chỗ lắm mấy ông. Chắc mua thêm cây đèn. À, trời khá tối. Ủa cái piano này nè, đẹp mà đẹp nè. Piano này để ở đâu ta má? Phải bự mua để được piano, piano bự quá. Nè thằng Thu Ngân nó sắp mệt đó nè. Thằng Thu Ngân nó lại sắp mệt đó nè. Má này có đồ chăm sóc xe với lại bán báo rồi nè. Má cái gì trời. Thôi có nhiều thứ dồn dập vô tôi rồi đấy. Lốp xe chưa giảm giá nữa. Không, phải đợi lớp xe giảm giá mấy không? Không, phải đợi lớp xe giảm giá. Phải đợi lớp xe giảm giá thật. Chứ lớp xe mà nó không giảm giá thì mình hơi bị... hơi bị lỗ, lỗ nhiều. Rồi. Thiệt là ông nào để con cá đây đây. Ông nào được cái túi quần xong rồi đem ra đây đây. Thu Ngân thì sắp mệt. Tao mệt. Tao bất cấp cái Thu Ngân luôn. Rồi đi nghỉ đây nhân viên. Lát ra làm nữa. Anh mày đi phụ ông kia cái. Thanh toán trước cho mày nè. Rồi đi nghỉ đi. À, lên cấp chưa? Lên cấp 5 luôn rồi đúng không? Rồi đi nghỉ đi, đi nghỉ đi, đi nghỉ đi. Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi đi nhá. Vui vẻ nhá, nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Lời thú tội. Con cá nói là ông nào sợ đi thú tội cái thả giữa đường, thả dưới nhà cho tôi đó mà. Ông nó muốn thú tội với tôi. Má ơi. Đây chắc cái nơi này nơi là sửa máy bay nè. Thì sắp tới phải muốn nhân viên nữa mấy ông. Sắp tới bắt đầu muốn nhân viên nữa rồi đó. Ồ cái đồ hít nè, hít cái gì vậy ta? Này là gì đây? Sao quét bằng nhện này? À đây quét được mà, ừ. Đây.
À bỏ vô thùng rác, mấy cái này phải ép buộc phải bỏ vô thùng rác á. Rơi vậy. Game riêu quá vậy. Mấy cái bàn có thể mang về trang trí không? Cái này trang trí gì thà được để được đồ mới để chứ. Nó không có để được đồ. Nó không phải như Zombot mấy ông à. Zombot là game sinh tồn zombie, các ông có thể mang cái gì về mấy ông để cũng được. Này thì không như thế. Rồi. Lượm mấy cái nhỏ, dọn dẹp mấy cái nhỏ. Sắp tới mình quản lý đây luôn rồi đó. Đây. Trạm sửa máy bay này. Hôm nay bắt đầu thêm một cái trạm mới. Trạm sửa máy bay. Đây. Nó chưa dịch. Nói chung là WDS để điều khiển. Bay để hít cái đồ handbrake. Handbrake là đồ hư. Ứng ship để chạy nhanh. RB là để làm cho máy đỡ nóng. Là ứng chuột trái à. X là thay đổi mod. X là thay đổi mod nè. Là cận lại A là chế độ nhất. Lăn chuột là zoom camera gần camera. Ok. Chuột tăng chuột trái là tăng turbo. A là hết. À đúng rồi, bay là hết, xe bay là hết. Rồi. Giờ là phụ khiêng cái máy bay qua đây. Như cũ thôi, ống chuột trái là để làm nguội động cơ thôi. Rồi sao nhấc máy bay này đây. Ryan new phone là đứng gần cái máy bay. Ấn X để thay đổi. Rồi ấn X để thay đổi. Bắt đầu là hít đồ lên. Và làm sao đi dâng lên để hít. EW để nâng hả? Từ từ. Rồi sao nhấc lên nhấc xuống ta? ADSE. Ok, khá xịn nha. Rồi, hợp lý rồi. Hợp lý rồi nha. Từ từ. Tôi cần nhấc cao lên tí mấy không? Rồi, vậy đi. Máy bay nhẹ luôn á, máy bay cực nhẹ luôn. Chứ xin nhỏ xíu vậy mà đưa được máy bay kìa. Ảo được đấy. Đúng rồi, xe cái này là cái xe hút, cái xe là xe nâng vật nặng á, nó có mấy cái hút lên á, như là mấy cái đồ mà cẩu xe của mình á, nhưng mà nó là cẩu, còn này là hút cái xe lên luôn. À, ngon này, xuống máy bay mới này, này đấy. Tiếng game nhỏ quá mấy ông nói nha, tiếng game nhỏ quá mấy ông nói nha. Nghe tiếng tôi nhiều quá không nghe tiếng game thì nó cũng không hay đâu. Nha mấy ông nhé. Tôi tăng lên tiếng game tí nhé. Giờ để máy bay hướng ngược lại à. Máy bay đầu bên đây à. Đầu qua bên đây coi. Hiểu. Từ từ, tôi phải để ngay ngắn chứ. Từ từ nha. Rồi. Nè. Ít. Hạ xuống. Buông nút thanh ra. Rồi cái này là gì? Lức tiếp là băng keo mà. Thêm tí tiếng game á. Nhạc game hay tiếng? Giọng nó là bình thường đúng không? Thêm nhạc game lên thôi đúng không? Tự nha, tôi chọn âm thanh đó. Ok, lấy cái đứt tép này dán cái máy bay á. Hãy cầm đứt tép lên trên cái cánh, dùng đứt tép là sao? Best the hole in the wing. Lấy cái băng keo dán cái máy bay lại để bay được á.
Mà làm sao Dũng? Là sao? À, dán xong là ngắt á hả? Ủa là sao để ngắt? À, dán ngang qua hả? Vậy hả? Oh, dùng vân kêu để sửa cái bài á. Hay ta. Hay là sửa tạm thời thôi nha. Phất chứ mà sửa để bay luôn. How to bay bro. Như sửa đồ chơi cho con nít đấy. Need more tape? There you go. Holy fuck, thật sự á. Thiệt là ông có chắc chắn là ông muốn bay với máy bay mà dễ mang keo không? Ông thật sự là ông muốn bay với mấy cái máy bay mà muốn dễ mang keo luôn á. Ông thật sự muốn á. Ông thực sự có muốn bay với máy bay mà với măng keo này không vậy? À, tôi không nghĩ đây là một cái cách hay đâu ông à. Ồ. Ông sẽ lái máy bay và với măng keo này á. Holy fuck. Almost ready. Tôi đóng chậm xăng tôi để tôi dán băng keo cho máy bay của ông á. Ông nghĩ đây có phải là một cách của ông hay không vậy trời? Tôi cũng dám bay cái máy bay này khi tôi gắn cái đất tép không vô nữa. À, ông sợ nó bung gà. Nó là băng keo bro. Cái lỗ này đang rồi mà, chưa tính đang à. There's still a bit left. You finished? Not great. Not terrible. But it looks like you're not a useless loafer after. Nó không quá tuyệt nhưng cũng không quá khủng khiếp, nhưng mà có thể sử dụng được. Can you make it work? And relax. You're not doing it for free. Yên tâm đi, anh không làm nó miễn phí đâu. Hãy phụ tôi mở mua cái gì hả? Phụ tôi gì mua cái chip à, cái cánh quạt à, cái đồ cánh quạt quay này á. À, tao có tiền tao mua không trời? Mua ở đâu mà tụi có thư cái nha. Nó cái nhiệm vụ của máy bay nó không có dịch đâu mấy ông à, hơi khó chịu. Mua ở đâu nhỉ? Mua ở đâu? Giao hàng thì càng không có chứ. Giao hàng xe mà giao máy bay nằm đâu? Mua ở đâu? Mua là mua ở đâu từ? Build to a ship using the PC. Select upgrade tab and go to find the chip DC. Upgrade tab. À, chip VC đây, mua này đúng không? À, mua được chỗ để máy bay. Mua chỗ để máy bay mấy ông à. Rồi mua rồi, ra sao nữa? Rồi cảm giác như ông đã có tất cả rồi. Nhưng mà động sự cộng sự à. Chúng ta cần một cái một thứ tuyệt vời hơn thế. Various goods myself. I have a few contracts abroad and. À, rồi bắt đầu là ông sẽ chỉ mình làm cũng như là cho mình cái contact để có thể liên lạc. I've seen you got some Marshall wands here. Will you help an old blind fella take off safely? Rồi giờ mình có radar để mình có thể liên lạc với ông. Cái này để làm chi? Đừng nói wo 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 cho ông bay nha.
Ok ông nhé. Đặt cái mua được à, để kéo cái xe ra, kéo cái xe này ra. Rồi, cho nó bay đi nè, cho nó bay đi nè, cho nó bay đi nè. Dùm làm cho nó bay đi mấy ông à. Vô cho nó bay đi. Có chế độ luôn á. Mình chơi normal thử đi. Con người mà, mình phải chơi dễ dễ thử. Ủa là sao? À mình phải chỉnh cho ổng hả? Ok hiểu, hiểu. Cái này là mini game thôi mà. Cái này cái mini game thôi mấy ông à. Ok hợp lý, hiểu 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 hay. Ok goodbye bro. Rồi mình có thể tìm hiểu sửa máy bay đấy, mình có tìm hiểu máy bay đấy, mình bắt đầu là có tìm hiểu máy bay ngon. Là chim tôi có bị delay không vậy? Xong ok, cái tìm sửa máy bay này tôi nghĩ rằng là tôi khoan mở cái sửa máy bay này đi nhà. Tôi thấy cái tiệm shop của mình nó chưa gọi là đẹp đẽ lắm, nó chưa gọi là hoàn thiện lắm, nên có thể là tôi sẽ không mở cái này sớm. Mong đợi tôi tí nha. Ở à đây. Có thể là tôi không mở cái này sớm nhé mấy ông. Thế phải mua. Mình đang nghèo, đang rất là nghèo luôn. Còn 45 đồng mà mình lo cái vụ này, xong mình còn 45 đồng thôi. Thì mình sẽ đóng cửa cái này đi. Mình sẽ tập trung với cái quán của mình trước, sau đó mình trang trí cái quán của mình luôn. Không, ui có sân bóng gỗ, sân vui chơi đó. Mình sẽ trang trí của mình trước, sau đó là mình mới qua bên cái này để bắt đầu làm cái dụng cụ máy bay mấy ông à. Tôi nghĩ là nó phải dám đứt tép không đâu, nó còn nhiều thứ khác nữa. Thấy không nè. Đây là bên đây tôi nghĩ là nó khoan đi, mình khoan mở đi, mình sẽ làm nhiệm vụ trước thôi. Xong rồi sẽ khoan mở nó. Nha mấy ông nhé. Khoan mở nó mấy ông. Mình mở nó thì mình hơi bị tốn kém nhiều thứ. Còn đâu nữa? À mạng nhện ở trên máy bay này á. Rồi. Mua cái fishing spot. Dùng PC mua cái fishing spot. Là mua, ôi mua nhiều thứ lắm mấy ông thật. Nè mua radio để cho người dùng vô. Fishing spot using the PC. Gửi cho sẽ làm điều đó. Fishing spot là cái gì tôi cũng không biết luôn. Không, tôi thích nghĩ là mình không nên mấy ông à. Nè, fishing spot nè. Trạm sửa xe nè, trạm đổ xăng cho máy bay luôn. Nên tôi nghĩ là thôi, khoan đi. Nếu mà mình quản lý cái này lẫn cái kia luôn thì hơi khó. Khó lắm, khó lắm. Mình chỉ nên nên làm một thứ trước. Mình đang rất là nghèo, mình không thể mở một mở thêm cái này bên đây. Sau này mình sẽ mở, mình sẽ tạm hoãn cái vụ máy bay đi, sửa máy bay trước đi, tạm hoãn chút mấy ông mà. Ok nhá, mình sẽ tạm hoãn nhá, mình chốt deal là mình sẽ tạm hoãn mấy cái này nhá. Mình sẽ lo kiếm tiền trước.
sau này mình phải trên 2.000 á thì mình hãng sửa máy bay là hợp lý. Rồi trong này xử lý thu ngân đi, mình sẽ dọn dẹp một tí mấy ông à, dọn dẹp một tí để cái tủ lạnh bên đây. Đây vậy tủ lạnh sẽ trong góc này mấy ông, nó sẽ đẹp hơn. Đó. Đây. Cái gì mới để sao ứng lại lộn chép. Cháy chứ. Rồi, bên này để đây. Rồi đồ ăn mình sẽ để đối diện. Tại vì cho nó bớt chiếm diện tích mấy ông. Cái này chắc dục đi nhờ. Có móc đồ móc chìa khóa là tôi không thích lắm. Đó, để góc ngay ngắn vô. Mà múc mình cũng phải để báo góc cửa bóp trái nè. Cái tủ lạnh này chắc tôi để gần cái nước uống luôn. Thường thì người ta sẽ biết kiếm đồ lạnh á, người ta sẽ để qua một bên. Đó, hợp lý. Ủa mở mà sao vắng quá ta. À khách đã chậm xăng đây, đây khách đã chậm xăng đây. Rồi xin lỗi anh nha. Ok cảm ơn anh nha. Tự nhiên bị tắt nhạc cái em cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa anh. Rồi để bánh lên. Để thức ăn lên. Đó. Rượu thì để đây, thuốc lá thì để đây, ok rồi. Thì bánh thì là mình nên đặt qua chỗ này một tí. Đối diện cái poster là hợp lý nè. Ủa dính cái poster nó không cho ta. Ác dữ gì trời. Rồi tiệm sách thì để kế bên. Đó. Là bắt đầu. Ủa mình kêu nhân viên ra mà. Nhân viên này. Bà nội. Tôi tưởng cái đấy là cái bàn thờ quá đồ phức. Nó không phải là bàn thờ đâu không. No no. Tạm thời thì cái vụ máy bay mình sẽ bỏ qua một bên. Sau này mà mình trên 2.000 thì mình mới sửa máy bay nha mấy ông. Máy bay đi tốn nhiều lắm. Biết là nó có lời rồi nhưng mà tốn nhiều lắm mấy ông. Rồi hàng nhân viên mình đâu rồi. Phải trách công cho nhân viên đã làm trước đó nữa. Mày làm có một tí á, mày đòi lương tao trước. Trời ơi, mày mới chịu làm tiếp hả? Thì cho cháu Búc hả? Mày phải tiền cho cháu Búc mày mới chịu á. Mày biết tao đang khó khăn gì tại vì cái sửa máy bay không? Bây giờ mày ác với tao, mày bỏ tao làm một mình. Lượng. Mày không biết thương chủ mày luôn, mày không biết khó khăn với chủ lúc mà chủ mày cần luôn. Mày không cùng phát triển được à? Mày thấy khó khăn cái mày bỏ một việc ngang gì à? Thiệt á? Tao mày đang đồng ý chủ mày quá vậy? Vì mày ở nhà, mày định công. Trời ơi. Sửa được là nhiều tiền biết. Nhưng mà giờ nè mấy ông phải mua thêm cái đồ đổ xăng cho máy bay. Mấy ông mua cái dụng cụ máy bay nữa. Mà mình chưa có tiền để mua được cái dụng cụ cho xe. Mình đang thiếu bánh xe với kính xe nè. Đó. Mà mình lo cái máy bay rồi thì chắc khác gì mình đang nợ không mấy ông. Tao xin mày. Tao xin mày để tao trả tiền cho mày. Tao có 200 rồi, tao trả tiền cho mày được rồi. Mày ra mày làm đi. Trời ơi, mày cái gì mày cũng muốn á. Thằng chủ này cái gì cũng muốn á. Vợ bài cũng muốn. Vợ sữa cũng muốn. Ông mấy ông ơi, ông, nhân vật của tôi ơi. Ông làm một việc thôi. Trời ơi. Rồi, anh tán nợ nè. Đó, trả trước cho mày 200 luôn nè. Rồi, mày làm được tao chưa? Nè, làm đi, trả trước cho mày 200 luôn rồi đó. Trời ơi. Làm sao để đem cái mission lên trời. Tao có thể thay đổi mission không?
Ôi ơi, thôi. Ôm việc quá ông à. Không chịu nổi đâu. Ôm việc quá là không chịu nổi đâu, tôi nói thật. Ôm việc quá. Rồi mày tính tiền giùm tao được rồi đúng không? Cảm ơn. Tao cảm ơn mày. Trời ơi, mày làm tao hạnh phúc quá. Mày đi làm tao hạnh phúc quá. Chưa có người chủ nào mà hạnh phúc khi nhân viên mình đi làm. Hạnh phúc quá. Mày khó khăn, tao khó khăn. Nhưng mà mày vẫn ở đây mà. Tao mướn mày tao sẽ trả mà. Từ từ đúng không? Lạy Chúa. Sơn sạch sẽ cái mấy ông à. Má giờ nghèo lại rồi. Má từ một thằng giàu rồi. Nếu mà mình không mua cái đồ sửa gạch á thì mình có tiền mình mở máy bay luôn á. Nhưng mà nãy ngu quá không có giá tiền cái mua luôn á. Ảo thật đấy. Chịu thôi. Mình ngu mình chịu mấy ông. Má sao nhân viên mỗi lần nó thu được 5 đô vậy ta? Mà nhớ mình làm nhiều hơn 5 đô mà sao đâu mỗi lần nó thu được có 5 đô vậy? À ơi ngón toilet chỉ được chia ra nhiều khu rồi nè. Toilet được chia nhiều khu rồi nè mấy ông, ngon. Giờ mình có hai toilet, hai nhà toilet rồi nè. Ừ, chia nam nữ chứ nam nữ xài chung khó khăn lắm. Xử lý rác nhà mình đó. Khách đã chậm xăng này, đây. Phải tìm lại tiền mấy ông ạ. Ừ, không mua khoan là đủ rồi. Má tiếc quá, thì mua khoan. À, không coi giá tiền, có ý là vậy là giàu. Cái mình không coi giá tiền rồi. Không sao mấy ông, làm lại được. Làm lại được mà, làm lại kịp, không sao. Mình chỉ cần giữ cái level tích cực á. Cái review tích cực á. Là thế nào mình cũng tìm được vốn lại mà. Không sao. Chịu thôi, nãy ngu quá. Chưa gì mua cái máy khoan rồi. Chỗ quá. Từ già trở thành nghèo. Chịu. Tình trạng nguyên liệu thấp nữa nè, thấy không? Cứ trả tiền nguyên liệu cũng hết bà đó rồi. Hay là bỏ mướn nhân viên ta. Má ơi, tự nhiên giờ nghèo lại cái buồn thê thảm luôn. Trời, không đủ tiền mua xăng luôn á chứ. Không sao mấy ông. Ước mơ vẫn là ước mơ. Mình phải cố làm mấy ông à. Không mà cho thằng này nghỉ. Không tính thêm tiền. Mình thu ngân thì mình ngon hơn. Để mình trả trước cho nó 200 mà đô mà ta. Sao giờ bắt đầu Bắt sao giờ bắt trả nữa ta. Đâu rồi tôi coi coi. Ừ trả trước 200 đô mà. Hay trả trước cho nó tăng level thôi nhờ. Tôi không hiểu trả trước lắm. Má xăng đủ không trời. Xăng rồi, xăng hết đủ cho ông kia rồi. Anh đợi em một tí cái có xăng cái anh. Mà đi bóc xe không mấy ông. Nghèo quá. Để cướp tí đi. Làm tí cớp đi mấy ông. Làm tí cớp đi. Đồ quá ghê quá rồi. Ủa. Một đô cũng được. Lâu lâu làm tí kỹ cớp với ông nghèo quá rồi mà. Anh ơi lẹ lên.
Khách hỏi rồi. Rồi đổ xăng được rồi đúng không? Rồi đổ xăng được rồi nè. Đi 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 đổ xăng, đổ xăng. Làm tí thôi mấy ông. Nghèo quá mình phải làm tí mấy ông. Mà mấy người dân đây nó cũng nói gì ha. Nè dương nhỏ này vừa tới cái mình ngồi mình cậy nó, nó cũng không nói gì nè. Thật. Nó không nói gì luôn á. Nè đó ông này đi nè. Đó. Đó. Cái mình cậy. Ủa sao cậy không được. Ông này không có cớp à. Phải xe không có cớp. Xe không có cớp không cậy được. Ok 300 mấy đô. 300 mấy đô được, được mấy không. Má hết đồ ăn thức uống rồi nè. Từ từ. Hết đồ ăn rồi. Chưa gì hết đồ ăn rồi nè. Nhưng mà mình phải mở cái xưởng xe. Mình phải ưu tiên cái xưởng xe chứ. Xưởng xe là xưởng quan trọng nhất. Lớp xe đang tăng đó chưa giảm đó chứ. Mua 50 gương xe trước đi nha. 400 đô lận gương xe mắc thế à. Sao hết ta. Ôi từ từ không được. Không được, không được, từ từ. Phải nghĩ cách mấy ông. Xanh liều bên trong đi. Phải nghĩ cách mấy ông, phải nghĩ cách, phải nghĩ cách. Trời nào, xe bus này nó có giá trị ta. À, phải có khách ở xe bus mình mới thấy ngon á thật. Khi mà thấy khách ở xe bus là ngon nhất. Cái nào khách mới có xe bớt ta. Xe bớt khách là ngon nhất rồi mấy ông. Ui, ui quá trời người mua rồi nè. Quá trời người mua ấy chứ. Nhiều 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 người mua. Từ 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 xe giàu lên mấy ông. Chắc mình sẽ lo cái cửa hàng trước. Mình sẽ coi cái cửa hàng trước. Ủa tại sao lại màu trắng. Mình sẽ lo cửa hàng trước mấy ông. Lo cửa hàng trước. Lọ cửa hàng trước rồi mới tới cái chạm sửa xe. Bắt đầu mình tới thời khó khăn rồi mấy ông à. Bắt đầu tới thời khó khăn rồi đây. Sao đèn tối quá ta. Hay mua thêm đèn vậy. À đây khách ở chạm xăng. Đây đây đây. Mình sẽ tăng, cố gắng tăng cái chỉ số lên. Mình mua đồ ăn trước mấy ông, mình không, mình phải mua đồ ăn trước, mua đồ ăn trước. Nhưng mà trước khi mua đồ ăn là có đèn cái đi má tất thui. Đèn, đèn trang trí vàng á, thử cái này coi. Nó sáng không? U sáng hơn nè, đây đây đây, tôi cần một sáng đây nè. Sáng dữ chưa? Vậy là sáng dữ chưa? Dịp ba đi, đèn đèn bullshit phải luôn, đèn pha ke rồi, đèn Trung Quốc rồi. Sơn cái này không mất tiền à không? Ừ, sơn thì không mất tiền, đỡ. Má chứ. Sơn không mất tiền nữa, thật thiệt. Tôi bỏ sơn luôn á, tôi nói thật. Ừ, hết xăng nữa rồi, lo hết tiền xăng rồi. Mày. Mày. Mày về nghỉ ngơi. Tao không cần mày nghỉ bây giờ nữa. Về nghỉ ngơi đi. Tao cho mày nghỉ ngơi đó. Nghỉ ngơi tí đi. Thì tao tính tiền cho. Đông quá mà mày tính lâu quá. Thật. Đông mà mày tính thiệt. Đã đông rồi mày tính còn từng cái chừng nào tao mới vào. Đi 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 nghỉ ngơi đi, tao làm cho lẹ, tao làm cho lẹ đó. Mày đi nghỉ ngơi đi. Ờ chị xin lỗi chị nhé, nhân viên em mới mới vô làm á nên nó hơi chậm như tay nha chị. Em làm lẹ hơn nó nè. Trời ơi, nhân viên em mới vô làm chậm quá thiệt. Nhiều nàng luôn rồi. Thấy không, mình làm lẹ hơn chứ. Trời khó quá, cuộc sống rồi mấy ông. Trời, khó quá. Just as I wanted. Đi 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 đi. Thế giờ đồ mình lẹ hơn nhiều. Thằng Duyên nó làm tới mai luôn, tới nó thiệt.
Đã nghèo còn gặp nó nữa. À, mình còn có tiền, mình làm mình còn có tiền bo nha, nó làm nó không có tiền bo luôn chứ. Tại thật sự mình làm nhanh, mình có tiền bo nó làm nó không có tiếng tiền bo luôn. Xe xăng tới chưa ta? Khách đã chậm xăng đợi mình nãy giờ. Đó. Đủ không? Đủ luôn, hên quá, dự khách được một xe. Đợi ông này bơm vô nữa là được. Lẹ lên anh ơi, chậm xăng đợi anh ơi. Cái này có đánh nhau không ông? Ông. Cái này là mình chơi friendly mà. Nếu mà ông có coi cái clip đầu á thì có đánh nhau, nhưng mà mình bị đánh. Ha, mình mượn nợ với côn đồ láo. Cái mình trả, nó cho mình nửa ngày để trả nợ, vừa mượn 1000 đô nửa ngày trả nợ. Chả không kịp nó đấm vô đầu, cái ông chú mới xử lý cho mình, hiểu không? Đập ổng. Ông chú giật lại tiền đưa cho mình đó. Thế là mình mới có bây giờ chứ. Chứ được chứ, ông phải coi cái clip đầu á ông mới hiểu là sự tích tại sao tôi lại cố gắng làm. Chứ không là tôi bỏ việc này lâu rồi. Tôi từ bỏ công việc này lâu rồi, công việc này phê. Không, tôi thà tôi đi làm bán cà phê sướng hơn, mấy không? Mà tức quá, mày làm bán cà phê. Ngành bu xì này. Tức mày làm bán cà phê luôn. Rồi. Bắt đầu mua đồ, mua bánh với thuốc lá. Thuốc lá này không có rẻ, bỏ. Thuốc lá này đang xuống giá nè, mua 3 gói. Thuốc lá này xuống một xíu, mua 2 gói. Thuốc lá là lên cái mua 1 gói. Như 200 mấy đô. Mua thêm đồ ăn đi, hết đồ ăn rồi. Đồ ăn này xuống một tí mua 2 gói. Đồ ăn này xuống nhiều không? Đồ ăn này sập sàn luôn. Mua có lời. 500 mấy đô à? Khoan từ, đồ ăn này thấp nè. Mà nhiều người mua nữa. 320, 365, 311. Đây, mua vô đây đi. Người đây chỉ có thuốc lá mấy không? Hết thuốc lá rồi. Mình phải suy đáng mấy không à. Tiếng game ok đúng không mấy không? Tiếng game ok đúng không? Đây, tiếng game ok đúng không? Tiếng game mà không quá nhỏ, không quá lớn. Tiếng game lớn quá mấy em nhớ tôi nha. Khách đó chậm sang. Để mình làm luôn chứ muốn nhân viên cho nhân viên đi nghỉ hôm nay đi. Má chứ mướn nữa là mình nghèo thiệt á. Không có tiền thiệt á. Mình đã quá nghèo rồi mấy ông. Quy tu bua. À, mấy giếp nhân viên ở đây, mấy giếp của ông, mấy ông ở đây dơ thiệt chứ. Xin lỗi anh, hết thuốc lá rồi, anh đợi em một tí đi, thuốc lá đang giao tới đó. Em hết thuốc lá rồi. Ổn gì, ơi. Má sao nó rớt được vậy trời ơi. Chạy thế nhờ, nó về đâu nó rớt được hay thiệt chứ. Nó tự lăn xuống luôn đó, nó để nằm xong nó tự lăn xuống luôn à. Holy fuck. Great job. À, tự nằm đây nó tự lăn xuống luôn à. Ảo thì chứ. Được rồi. Bắt đầu thấy ổn lại đó. Nhưng mà vẫn nghe mùi gì đó nghèo mấy không. Đây, ông của xe tới luôn nè. Ngon. Rồi, xin lỗi anh nhé. Má, em nghèo quá anh. Anh đợi em tí đi, em nghèo lắm rồi. Rồi, đi anh ơi. Em bán hàng nữa anh. Đi. Cảm ơn anh nhé, hẹn anh lần tới á. Mua cái đồ này, một làm chi bây giờ thành người nghèo luôn. Thề chứ. Đi xa tự tính toán quá rồi. Sai quá sai. Thuốc lá đây, thuốc lá này chị, thuốc lá này em mới chất lên mà. Em vừa mới chất thuốc lá lên đó. Oh my god.
Fuck. Vừa mới cho thuốc lá lên luôn. Đó là ông nào. Fuck. Sơn chơi hết cái này luôn mấy ông nhỉ. Màu da. Sơn chơi hết bên trong này luôn nhỉ. Bác 99 nhân 3. Hello Actual Gaming nha. Ui, ông này hình như là ông quen lắm nè. Hồi đó ông có comment vô bình luận nào rồi nè. Tôi nhớ rồi nè. Rồi, thằng nhóc. Thằng nhóc bậy phá nữa. Bịch rác đâu rồi? Thằng chó mày đâu rồi? Tao đang rất nghèo nha, nha. Mày đâu rồi? Mày quậy tao. Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Mày tao đang nghèo, mày đừng có quậy tao. Tao đang nghèo mày quậy tao. Hả? À, tao đang nghèo. Tao đang nghèo mày quậy tao. Nha nha, nha bớt đi nha, nha cút về nhà với má mày chưa? Thằng con trời đánh này. Không có gì làm đi phá phá, tao đã không giàu rồi. Ông này là cái ông hồi đợt tôi không biết bên Nodolite là ổng là ai, nhưng mà ổng đã từng comment một video của tôi, nên tôi nhớ. Rồi, tôi biết là ai quá. Ông hay đùa quá ta, đúng không? Ông hay đùa đúng không? Ông này là ông hay đùa đúng không ta? Chào ông nha, hello ông nha. Chào mừng ông đến live stream nha. Má ơi. À, bắt đầu già lên lại nè, bắt đầu mình sẽ mua thêm một ít đồ ăn với nước uống. Kem thì vẫn đầy. Má rượu vẫn còn luôn á, thật. Mình, ờ à, đúng rồi. Coi coi cái lốp xe giảm chưa? Ờ lốp xe giảm mạnh luôn rồi nè, mua. Xuống 53.000 là lốp xe giảm mạnh rồi. Mua lốp xe. 159, 212, 265. Tạm thời mua 5 lớp xe đi, sửa được bao nhiêu sửa mấy ông à. Tạm thời mua 5 lớp xe đi. Mà sửa được nhiêu sửa. Ông rùa đó, ông đó là hình như là ông rùa đó ông à. Ông rùa bên online giống ông đó. Đây, đây rồi. Bắt đầu tình trạng khốn khó sắp qua rồi mấy ông ơi. Tình trạng không khó sắp qua rồi. Cảm ơn chị nhiều nhá. Trời ơi má em cần những người như chị. Mua đồ nhiều quá chị à. Em rất là khốn khó. Mỗi ngày mỗi khốn khó. Đây đây đây, xe gửi bánh tới nè mấy ông. Ồ, hết xăng nữa chứ. Hết xăng rồi. Còn hai mấy xăng chắc được một lần xăng nữa mấy không. Bắt đầu mở lại cái xưởng gara được rồi nè. Mở lại cái xưởng gara được rồi mấy ông à. Rồi, mình mở lại xưởng gara chưa? Mở đúng không? Mở cái xưởng gara rồi. Mình bắt đầu có tiền lại đó mấy ông. Mở được cái xưởng gara là một cái thôi nha, một sửa một cái xe mà một phụ kiện ít nhất cũng được 100 mấy. Mình cũng đỡ hơn tí mấy ông. Giờ mình chỉ cần lo xăng với lo đồ ăn nữa là xong. Sắp quay lại tình thế giàu có rồi. Đây. Sắp quay lại tình thế bình thường rồi mấy ông. Ôi ông này cũng mua kem nữa chứ. Má kem ế cũng có người mua à. Hay thế nhờ. Kem ế gì cũng có người mua. Ui chị tới đông quá vậy. Em sắp hết xăng rồi chị ơi. Em còn 10 xăng à. Chị đủ 10 xăng không? Rồi thôi thua. Em hết xăng rồi chị ơi. Em thua.
Lỗi gì nhé, em hết xăng rồi, em hết xăng rồi. Em phải đóng xăng quá. Tạm thời em đóng xăng đi, má em khó khăn lắm mà chị ơi. Em đóng xăng nha, xin lỗi chị nhé. Em tạm đóng xăng cái. Này không chơi tới sáng đâu nhé. Này tôi cũng cũ lại 2-3 tiếng thôi không nhé. Ok. Má có xe nào sửa không ta? Mình bù tiền xăng vô và sửa xe nữa chứ. Có đường giá xăng nè, mấy mốt là có xăng bên máy bay riêng nữa nè mấy ông. Ở đây mà có nâng giá được không? Game này có nâng giá không ta? Game này như không có nâng giá. Cái này điểm gì ta? Đùa à? Thôi. Chị game phọc phình không đùa. Ủa có khách ở ga nè. Đùa thôi gỡ điểm, gỡ tiền. Cần gỡ tiền. Bánh xe. Rồi có bánh xe à, kệ ít nhưng mà ít ra là có tiền mấy ông à. Mấy anh sửa một ít thôi, mấy anh đừng có sửa một lần 4 bánh xe giùm em cái. Em hết bánh xe rồi thật. Em không phải đặt nữa đâu. Rồi cái cửa xe nè, Rồi 190, quá ngon. Thơm. Xăng tới chưa? Rồi xăng tới luôn mấy ông. Mở lại xăng. Xăng tới là mở lại xăng liền thôi. Rồi. Hợp lý anh ơi. Ôi quá trời con cá vậy. Dọn. Vì một tương lai quán ok. Dọn. Trời ơi, khổ quá. Rồi, ổn rồi. Tiền bo các kiểu này. Có xăng các kiểu luôn rồi mấy ông à. Được rồi. Bắt đầu đỡ được xăng rồi đó. Giờ đi, chịu khó đi bút khóa thôi. Là những gì chúng ta không nên làm, nhưng chúng ta phải làm. Nghèo quá rồi mấy ông ạ. Cái này không khuyến khích những người ở ngoài làm nhé. Không khuyến khích nhé mấy ông, Đây, 16 đô, quá ngon. Xe cảnh sát. Ơ, được cái gì nữa kìa. Ôi, được thành tựu luôn, Society luôn. Ui, được thành tựu luôn à. Chuyên nghiệp rồi, bắt đầu mở khóa chuyên nghiệp rồi mấy ông ạ. Bắt đầu là người bẻ khóa chuyên nghiệp rồi đấy. Làm người bẻ khóa chuyên nghiệp được rồi đấy. Bắt đầu mình qua bên thép simulator chơi được rồi đó mấy ông ạ. Ăn trộm simulator chơi được rồi đấy. Mình khá là dẻo dai. À, cái chuyện thực tập à, chuyện thực tập của tôi à. Cái ông đợi khi livestream game xong đi. Thì cái livestream của tôi á, thì gồm có những giai đoạn là trước livestream 15 phút tôi sẽ ngồi tâm sự với các ông, nói về những thứ mà các ông tương tác. Rồi xong rồi tôi sẽ chơi livestream game là 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng. Sau đó thì tôi sẽ off cái livestream game và tắt cái recording đi, tắt cái lưu video đi. Tầm 10 phút cuối cùng của livestream đó thì tôi sẽ tiếp tục ngồi tâm sự các ông nhé. Cảm ơn các ông ủng hộ nhé. Ông nào muốn tâm sự thì là đến đầu livestream hoặc là tới cuối livestream tôi sẽ tâm sự cho mấy ông nhé. Cảm ơn ông nhiều nhé. Ủa gì vậy? Gì vậy? Ơ? Ê, người ngoài hành tinh đến đúng hộ chúng ta. Ê. Ê, chúng ta chuẩn bị giàu lên rồi. Đây là thứ tôi mong chờ nhất đây. Hoàng tinh đến chào mừng chúng ta. Lễ hội đó mấy ông à. Lễ hội custom tới đấy. Lễ hội custom tới mua đấy. Đây là xe bus này. Đó là chúng ta sao tôi phải mở xe bus đó mấy ông à.
những bạc ti, những người đi tham quan bạc ti tới chơi mấy ông ạ. À. Ôi mấy khủng long bị gì vậy? Tôi phải chụp hình lại lại mấy ông, đợi tôi tí nhé. Tôi phải chụp hình này lại. Mấy ông đợi tôi tí nhé. À, tôi phải chụp hình này lại mới được. Từ từ. Hợp lý quá mà. Má, tôi đang đợi cái này nè, cái này mới làm cho mình giàu được nè mấy ông. Cái này làm cho mình giàu rất dễ luôn á. Tại tụi này luôn luôn tới, luôn luôn mua hàng mà với số lượng đông mấy ông à. Phê. Chẳng hay nữa. Rồi mấy anh đợi tí đi, mấy anh xếp hàng nha. Để em Tiền về. À, đường dãy Bình Dương mấy ông ạ. Đường dãy Bình Dương. Có tiền lại rồi, đặt xăng thôi. Có tiền lại rồi, đặt xăng lớn thôi. Ông bán cho thằng này giá cao vậy. Thối làm người làm thế mấy ông, vẫn bán giá gốc. Đúng không? Đây là cửa hàng không vì lợi nhuận. Vì đam mê. À, giờ tôi đã có tiền rồi, tôi vì đam mê thôi, không vì lợi nhuận. Nói chứ game này không có cho tăng giá tiền mấy ông à. Cái game này chỉ cho ông mua mấy cái vật phẩm giá rẻ rồi bán giá bình thường thôi. Ui 8 vật phẩm luôn, anh này mua 8 vật phẩm luôn. Ôi ôi, tiền về. Fuck. Ôi cảm ơn anh hai á, cảm ơn anh sừng to á. Đi em chào anh, em chào tạm biệt anh. Bye nha, bye mấy anh nha. Xe của anh đúng không, bye mấy anh nha. Bye mấy anh nha. Bye mấy anh nha. Má, trên xe bus nó có sập sình luôn nè mấy ông. Bye mấy anh nha. Ok nhá, ôi trời ơi. Nhờ mấy anh đến mà gọi là em gọi là cũng ra gì đó phết đấy. Rồi cho nhân viên qua lại được đó mấy ông. Nhân viên qua lại được rồi đó. Hơi bị thanh toán tiền cho nó trước, cho nó quay lại đi. Được rồi. Bắt đầu là mình xoay sở được rồi đó. Mình xoay sở kịp rồi đó. Xoay sở tiền kịp rồi đó. Game này chờ đợi tính kiên trì. Nè, thấy không mấy ông này đợi mình nè. Nhưng mà nhân viên tới phụ rồi. Đỡ nhân viên tới phụ rồi. Má, được rồi, ổn rồi mấy ông ơi. Kiểm soát được đồng tiền rồi mấy ông. Đây nhân viên mình đây. Chạy vô làm việc lẹ lên này. Tao khá bận rồi đó. Mấy ông chân dơ thiệt. Mấy ông chân dơ thiệt chứ. Mấy ông alien nãy chân dơ đấy. Rồi. Ồ, cái ông Gaga ông về hả? Má. Nãy alien đông quá, lâu vũ mấy ông alien. Ông Gaga về rồi. Mất một khách ở Gaga rồi. Mất một khách ở Gaga rồi mấy ông à. Vay 3.000 đi xem đánh nhau. Xem có đánh nhau không. Ông nào muốn xem đánh nhau ấy thì quay lại clip tập 1 đi. Tôi bị đấm đau lắm. Tôi không muốn mượn nở đâu. Giờ mượn nở nữa là thua ấy, game over đó mấy ông. Thật. Tôi không muốn mượn nở đâu. Được rồi. Đủ rồi. Ông đấm tôi bầm tím nguyên cái da mặt luôn. Thôi. Sợ rồi. Chị thay ba cái lớp xe á chị. Trời ơi, chị thay ba lớp xe hơi nhiều đấy. Chị cán đến đâu vậy? Em không phải là đinh tặc đâu nha. Chị đừng có hiểu lầm là em làm đinh tặc xong rồi cho chị ghé em vô để em thay bánh xe nha. Không có nha.
Em sống chung trực. Em chỉ đảm bảo chị là bánh xe này sẽ không bị hư ở trên đoạn đường tiếp theo thôi, chứ em không đảm bảo là chị đi hết đi qua lần đường lại lại là bánh xe còn nhé. Em không đảm bảo gì nhé. Nha. Mà còn một cái bánh xe à mấy ông, đặt bánh xe lại mới được. Ổn không ổn, bắt đầu là tiền mình quay lại rồi. Tiền comeback rồi. Đây đây, tiền comeback rồi, tiền comeback rồi mấy ông, tiền comeback rồi. Sướng quá, tiền comeback rồi, trời ơi. Giai đoạn khó khăn đó qua rồi. Giai đoạn khó khăn đó qua rồi. Giờ mua thêm mấy cái bánh xe, như là mấy cái gương. Đây đây đây, đừng thêm mấy cái bánh xe, mấy cái gương đi. Khoan khoan khoan. Mua mấy cái bánh xe nè. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái bánh xe. 3 cái đồ xóa gương. Ủa kính tăng giá. Ủa má tính căng dữ vậy. Sao với xước à, vẫn không bình thường mà đúng không. 520 đô. À mình có thể mua được thêm một tí bánh. Right. Có thể mua thêm một tí bánh. Đúng không, mình đang thiếu cái gì ta. Thuốc có. Nước hết. Nước hết á. Nước hết. Mình mua thêm nước hết. Đóng vai người kinh doanh đó, đúng rồi, simulator này ông vừa đánh vai người kinh doanh, vừa đóng vai người đổ xăng, vừa đóng vai người chữa xe nữa. Sắp tới là đóng vai thêm người mở khu vui chơi với lại sửa máy bay luôn ông à. Mà hồi nãy nếu mà ông ở lại ông coi thì nó để là sửa máy bay là ông đã thấy được sửa máy bay một cách kỳ diệu rồi. Sửa máy bay bằng căng keo. Nhưng mà tại vì số tiền tôi không có nữa nên tôi không thể mở được cái sửa máy bay tiếp theo được. Nên là tạm thời hoãn cái sửa máy bay qua một bên nữa mấy ông. Mốt có mấy thằng tranh cạnh nhau nó coi con mèo vậy. Trời ơi, không. Không, game bạo lực thế. Nhưng không có vậy đâu, không bạo lực vậy đâu. Cắt cổ gì hối lộ gì không, 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 không. Mua nước đi, từ từ mấy ông làm tôi phân tâm quá. Mua nước cái. Cái này rẻ nè, mua 3 nước. Cái này cũng đang rẻ là mua 3 cái này luôn. Cái này cũng đang rẻ là mua 3 cái này luôn. Ôi nước giờ này rẻ dữ vậy. Nước rẻ quá ta. $271. Nước đang rẻ đó mấy ông. Nước đang rẻ đó. Nước hiện là nước đang rẻ lắm đó. Kinh doanh nước thôi. Tranh thủ mua một đống nước dự trù sẵn mấy ông. Nước đang rất là rẻ luôn á. Game hơi lắc nhỉ. Game lâu giật FPS nhỉ. Tại đông khách quá nó sẽ lắc mấy ông à. Từ từ cho tụi xe này vô cái. Má nhiều công việc quá, bắt đầu thấy nhiều công việc lên rồi nè. Bắt đầu là mình ổn định lại rồi, mình đang ổn định nền kinh tế lại rồi đó. Đi ăn. Ôi ơi, chưa đóng lại nữa. Ở bên kia nó cứ bị lỗi là nó không đóng một bên hoài nha. Xe kia tới tính sao đi, từ sửa xe cái, sửa xe cái. Bắt đầu giật FPS rồi đó mấy ông, đông quá bắt đầu nó giật FPS rồi đó, game này. Game mà đông quá bắt đầu nó giật FPS rồi, từ từ để tôi giảm FPS xuống nha. Hình ảnh. Cao. Ghê vậy. Sử thi luôn. Khử lăng cưa chắc cao thôi mấy ông. Cái hiệu ứng cao thôi. Đồ bóng cao thôi. Tăng lá cao thôi. Vậy được rồi. Đợi tí. Mình có flash sale được không? Game này không có ứng dụng flash sale đó chưa cơ. Game này chưa ứng dụng cái app flash sale đâu. Cứ không hy vọng á. Game chưa có chỉnh giá được như mấy game sở thú đâu. Đó không phải là game sở thú. Game bán hàng. Má mình còn chỉnh được giá tiền nữa thì thôi. Game này là tôi điên luôn không? Mình chỉnh được giá tiền nữa là tôi game này tôi thành điên luôn á. Tôi rất là nhiều vai trò luôn á. Fuck. Má ông nghĩ được mấy cái đó ra chắc thiệt. Game này chắc kiếm đánh giá thành 500 ngàn, 600 ngàn luôn. Chứ nếu phải là game 300-400 ngàn nữa. 200 ngàn, 300 ngàn nữa là thật. Má nhiều việc làm lắm. Một đống việc cần làm chưa xong nữa. Ông còn đòi phát sale rồi chỉnh giá nữa. Holy fuck á.
Chưa, nếu mà ông muốn thuê nhân viên làm là ông phải nâng cấp cái nhà trọ lên. Thì nhà trọ tôi giờ chỉ có ở một người thôi. Mày phải mướn thêm nhà trọ mới mở được người thứ hai ông ạ. Má nhiều việc làm quá, nhiều việc làm quá. Sắp ổn rồi mấy ông à. Làm chủ mà còn làm cực hơn cả nhân viên. Để nhân viên đứng có một chỗ á, thanh toán à. Làm chủ bay ta lương hộp dưa hết. Đây đây. Má chưa mua đồ ăn luôn, muốn mua đồ uống thôi. Cực quá mà. Bắt đầu thấy ổn kinh tế rồi đó. Rồi rồi, bắt đầu ổn kinh tế rồi. Hai trăm mấy đô. Ổn kinh tế, ổn kinh tế, ổn kinh tế. Nhân viên trả trả nợ nhân viên trước. Rồi mình mua thêm bánh đi. Nước đang sale nhưng mà mình đủ nước rồi. Mình mua thêm bánh đi. Rồi bắt đầu mình mua thêm kẹo, mình mua báo. Thiếu kem à? Kem mình phải mua lại bự nữa chứ. Mua lại nhỏ để ít quá. Thiếu nhiều kem quá. Chơi game xong ra làm ngành kinh doanh được. Hợp lý. Mai tôi lên tôi mở mọi tôi lên lầu. Chạm dừng chân Boxstone ở đường Đồng Nai. Đồng Nai lên Vũng Tàu. Người ta là có chạm dừng chân gì bò sữa đúng không? Long Thành. Bò sữa Long Thành. Mà ta ta sẽ có chạy dừng chân Boxstone. Hợp lý không? Hợp lý không? Mày lên làm cái liền. Sợ gì? Tính mua gì quên rồi. Mua mua sản phẩm đồ ăn. Quên 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 quên. Giảm một tí. Mua ba cái. Giảm ít. Mua một cái. Bánh này giảm nhiều quá mà không mua nhiều được á. 300 mấy đô má, bánh này giảm nhiều quá. Không mua được. Má 238 đô. Cái thằng kia có tính tiền không vậy? Mày có tính tiền không vậy? Ủa? Ủa mày đang trong giờ làm mà sao mày không tính tiền? Alo. Alo. Gì ba? Gì đứng yên ba? Đủ khách người ta đến nùm nụp. Ba đứng yên, ba ngồi ba lướt điện thoại TikTok ba. Ủa ba ổn dữ. Đây 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 đây, khách khách VIP, khách VIP, khách VIP ba gà gà, khách VIP ba gà gà. Đây đây đây, có bánh xe luôn mấy ông. Hư hai bánh xe. Ủa má hư bánh xe nhiều vậy? Hư gương, hư chạy suốt cái kiểu đi chứ. Dính đinh hoài vậy. Đậu. Đây là nhân viên hồi nãy, nhân viên thế hệ Gen Z. Tao mệt rồi, mày làm đi. Nhân viên thế hệ Gen Z. Bắt. Má đứng yên một chỗ luôn, không làm luôn rồi. Phải lệnh lại cho nó nữa chứ. Điên thiệt. Điên thiệt chứ. Rồi, ổn rồi, giờ mình mua thêm đồ ăn đi. Rồi bắt đầu mình qua mua cái tủ kem lớn. Lại con cá của ai này. Mua đồ ăn đi. Đồ ăn đang giảm giá, tranh thủ mua mấy không. Mua ba cái này, nãy nhớ ba cái này. Hai cái này với hai cái này. 394, ok. Mua. Tiếp theo là mình sẽ mua kệ. Mình sẽ mua kệ báo trước. Thường là thấy đại đa số phụ nữ và người già sẽ đọc báo, kể cả đàn ông. Thì lại đàn ông đọc báo báo chí sport nhiều. Nên mình sẽ mua kệ báo trước, hợp lý. Mình sẽ mua kệ lớn luôn, mình rút kinh nghiệm từ cái kem mà kem mua kệ nhỏ để được một tí à. Mình sẽ mua kệ lớn luôn. 189. Bán được tủ tủ keo không ta? Bán được tủ keo không ta? Tủ kem để bán được không ta? Từ từ nha, đổ xăng cái. Xin lỗi nhé, em bận nhiều việc quá, em sắp tới mở em báo với lại lại đồ sửa xe nha, bảo trì xe nha. Anh gì anh ghé anh ủng hộ em cái nha. Ok, nhà sạch rồi.
Mua thêm kệ kem mát, kệ kem bán được không? Lỡ mua mấy kệ nhỏ thì bán được không ta? Tôi muốn bán kệ kem quá. Thử coi bán được không nhé. Đây có mấy cái mình không thích là mình có thể bán nè. À đây bán cũng được, bán cũng được, bán cũng được. Cái gì đây? Trời ơi, cái đồ đập trống thôi mà. Mua cái trống, tao có mua cái trống gì đâu mà tao đập. À cái này là hình như là nó kệ cốp nè. Thôi bán luôn, bán luôn, bán. Bán. Cái này gì? Móc khóa à, móc khóa bán luôn. Bán. À sản phẩm à, sản phẩm để tủ kem. Bán. Mua đổ qua tủ kem lớn. Đổ qua tủ kem lớn. Hợp lý, hợp lý. À kệ. Tủ kem lớn. Báo lớn. Đó, tủ kem là phải để ngay cửa. Người ta hay ngứa tay. Sẽ bao mua kem. Ơi ông. Báo, báo phải để ngay cửa, còn tủ kem thì để ở đây. Kệ bên báo đi. Ủa sao kệ cái này? Cái này để chỗ khác đi nhờ. Để poster ở đâu cho đẹp đẹp ta. Đây đi. Tủ kem để ở đây. Cái đánh thành ban nhạc. Má bỏ. Mày gắn cái trống nó vô rồi, thành ban nhạc luôn. Bỏ nghề kinh doanh luôn. Phất kiên kinh doanh. Cực quá. Kinh doanh cực quá. Phất kiên kinh doanh. Dẹp luôn. Trời ơi. Tao lại mày cái đèn. Xích qua coi. Tủ kem xích qua coi. Hơi chật nhờ. Bắt đầu thấy nhà nhà chật rồi đấy. Thấy cái gì cũng muốn mở hết là bắt đầu thấy chật chật rồi đấy. Không, tủ báo phải để trước cửa mấy ông. Tủ báo là phải để trước cửa chứ. Thiệt, tủ báo là phải để trước cửa. Khách ở ga ga nè. Từ từ nha, mở mở cái này trước. Không, không, mở khách cho khách trước. Khách dễ bỏ lắm. Ờ, mấy tụi alien nãy đúng rồi, đúng rồi. Là mình phải đập trống làm ban nhạc á. Cái tụi alien nãy mới tới đúng không? Làm DJ cái kiểu luôn luôn ấy. Hình như là cái DLC cái này mình có thể mở party mà. Hình như là cái DLC có mở party. Cái máy bay này xong là tới mở party mấy ông. Tôi nhớ là vậy. Nó có mở party nữa. Nó có cho kiểu như là mấy ông thiết kế party. Mở party nữa. Cái này là tôi có đọc đọc trong cái DLC tôi mua ấy. Nên là game này là end, có sẽ có end game khi mấy ông mẫu hoàn thiện hết rồi mấy ông end game thôi. Không còn gì để làm là end game thôi. Rồi. Sửa xe trước à. Sửa xe cho khách trước đi, khoan đổ xăng đi. Sửa xe là thượng đế mấy ông à. Sửa xe nhiều tiền hơn, sửa xe thượng đế. Má, cái này mình phải cần nâng cấp để kiếm thêm nhân viên. Nhưng mà trước khi có nhân viên là phải giàu. Đang chưa đủ giàu mấy ông à. Nhân viên hồi nãy còn muốn nghỉ việc nữa mà. Nhà nhân viên chuẩn bị hết hết thanh stamina là chuẩn bị nghỉ việc nè. Ôi, khách ơi ga ga cái kiểu nữa. Anh ơi anh đứng đây kẹt quá. Fill thêm coi. Lẹ lên lẹ lên lẹ lên lẹ lên khách khách ta tìm xăng khách khách tìm xăng khách tìm xăng đợi khách tìm xăng đợi xin lỗi anh nhé xin lỗi anh nhé. Trời ơi có một mình em xoay từ lương công việc hết anh thiệt anh thông cảm giùm em cái mình em xoay hết công việc này tới công việc khác luôn vậy nhá vậy nhá. Bắt đầu là má dọn rác nữa. Trời ơi. Giờ nào mới được làm chủ chính thức đây? Tôi tưởng tôi sẽ được làm chủ ngon chứ. Ủa? Mày băng kèm đâu? Bà nội cha đó kệ kem đâu? Đây. Đặt kem vô. Có tủ đồ ăn nè. Mà sẽ phi đồ ăn trước. Đó, sẽ phi đồ ăn trước. Tủ thuốc, rượu còn. Giờ mình sẽ thêm báo với kem. Mình cần báo với kem. Giờ phải mua báo với mua kem mấy ông ạ. Wow, mệt thiệt chứ. Hôm nay là mệt thiệt chứ. Báo mình sẽ mua báo tin tức mới đang giảm. Máu trò chơi ô chữ cũng đang giảm, mua hai báo ô chữ đi. Báo này cũng giảm nè, báo là báo gì đây? Bohem Daily là báo gì ta? Báo báo Bohem là báo gì ta? Báo xã hội vậy.
Đây, báo này báo sport là báo báo thể thao. Báo này là báo báo nấu ăn tại nhà là giống như là cách dạy nấu ăn ấy. Som New là báo có một cái gì mới lạ. Đây. 296 đô. Mày sẽ mua thêm ít kem, kem kem bên nào giảm ta. Ồ cái này giảm mạnh nè, mua kem này giảm mạnh. Kem này cũng giảm mạnh luôn, mua kem này luôn. Kem này cũng đang giảm luôn, mua luôn. 400 mấy đô mua. What? Ủa, không đủ kho. Ok, mua vô đây. Ừ, báo sự kiện đúng rồi, báo sự kiện đúng rồi, báo sự kiện. Hay 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 hay. Ông dịch tốt đó, báo sự kiện. À, chạy nhiên liệu thấp rồi ạ. 300 mấy đô đủ mà, 30 mấy đủ mà, đúng rồi, đúng mà. Đủ mấy không? Đủ mấy không? Thằng này sắp nghỉ rồi, thằng này nghỉ là mình cũng nghỉ luôn mấy ông mà. Thì hôm nay khó khăn quá, hôm nay khó khăn quá. Thằng này bắt đầu nghỉ là mình cũng nghỉ livestream nhé. Nghỉ livestream game nhé. Thằng này chuẩn bị nghỉ rồi. Ờ nó nghỉ luôn rồi. Phát. Nó tới giờ nghỉ ngơi rồi. Ồ nó bán chưa tới một ngày nữa, nó bán có một ngày. Ờ đúng một ngày luôn nữa, nó nghỉ rồi, mình nghỉ lâu nữa. Từ từ đợi xe tới đi, đợi xe tới đi rồi mình chính thức cũng nghỉ luôn mấy ông. Giao hàng tới cái, giờ phải đợi giao hàng tới. Đợi giờ là chính thức là một mình làm tới thế giới nè. Thì chính thức là một mình làm cả thế giới nghe nè. À, cái gì ta? Nhiên liệu. Hai bánh xe, một cái cửa. À, tạm thời là mình đóng cái đổ xăng hết ta. Không, mình làm cái gara này, mình đóng cái gara trước, làm tới đâu đóng tới đó trước mấy ông mà. Mốt game ra bản online thì ngon. Ừ. Game này làm game này nên làm online luôn á, game này là nên làm online luôn á thật. Má ơi nhiều công việc quá. Mà làm online thì nó tối ưu hóa không tốt lắm, thật, tại vì nó làm bản offline nó đã bị bất nhiều rồi mấy ông. Cái độ tối ưu nó cũng khó. Rồi. Chết mẹ chưa còn một cái bánh nè. Đâu có đủ. Thôi đóng gaga. Đúng rồi. Còn một cái bánh nè. Rồi. Anh chịu khó giùm em đi. Anh chịu khó đi một cái xe bể giùm em nhé. Anh chịu khó giùm em nhé. Anh đi đi đi. Còn em xin anh đó. Đừng đánh giá tệ cho em nhé. Em nghèo quá rồi anh ơi. Em nói thật. Em quá nghèo rồi. Thằng xăng chưa tới nữa. Em quá nghèo rồi anh à. Bán trong tụi này là mình bắt đầu mình đóng cửa đây luôn. Đổ xăng tới đổ em hai khách này. Xong là mình dừng đổ xăng. Xe kho tới nữa chứ. Vô đi ông, vô đi ông. Từ từ nha, tôi đang tập trung trao đổi với mấy ông, từ nha, đợi tí nha. Trời ơi, nhiều công việc quá. Tập trung trao đổi. Làm mở Open World nghề nghiệp á, cái đó chắc khác gì GTA 5M đâu ông. Khác gì Roleplay GTA 5M rồi. Nhiều công việc quá. Rồi mình sẽ đóng đổ xăng luôn, đóng đổ xăng trước. Mình sẽ đóng đổ xăng. Rồi mình thu ngân thôi. À đóng đổ xăng. Thêm báo vô. Ủa? Báo thêm một lần là full vậy á? Fuck. Trời ơi, một kho báo báo bắn con tí là full vậy á? Trời ơi, fuck. Không, game này bản online lâu lắm mấy ông à. Có thể là không có bản online luôn. Tại vì game này giờ nó đang phát triển ngon về hướng này mà. Nó đang tích cực về hướng này mà. Nó sẽ làm phát triển một cái gì đó. Bắt đầu nó hết, nó không có còn idea nữa. Thì bắt đầu nó mới nghĩ tới online mấy ông. Nhưng mà Asylip đó mấy ông thấy Asylip ngoài cái Unity ra thì mấy kia đâu có online đâu. Mấy ông thấy không?
Thì nó thì tại vì nó bán cho single vẫn cũng tăng mà. Ok. Ok, mày sắp nghỉ ngơi được rồi mấy ông à. Ủa, đóng đổ xăng rồi mà. Chị thấy chữ gì không? Road closed. Là đã đóng cửa đổ xăng. Đóng cửa đường này. Mà chị còn gắn chui vô đây được nữa. What the fuck? Em lạy chị. Em đuối lắm rồi. Chị em nghỉ ngơi. Em cũng là con người gì vậy. Rồi, xong rồi. Đóng cửa. Mệt quá. Đúng quá. Cảm ơn mọi người đã xem chim buổi live stream ngày hôm nay. Dù hôm nay rất là khốn khó, mệt mỏi. Không làm những điều mình muốn. Khi nhất là tại cái máy khoang này. Vì cái thứ hai là tại vì cái sân bay kia. Chúng ta khó làm cực nhọc trong ngày hôm nay. Cảm ơn anh em đã xem buổi live stream ngày hôm nay. Hôm nay buổi live stream chơi game chúng ta đến đây là kết thúc. Thì ngày mai tôi sẽ cố gắng rớt được cái sân bay cho mấy anh em coi. Dạ nhá, cảm ơn rất nhiều nhá. See ya, bye bye. Hẹn anh em vào kia tới nhá. Bye bye anh em nhá. Anh mà đi ngang qua thì hãy like và subscribe cho tôi có động lực chơi game thêm nha anh em. Cảm ơn anh em. Bye bye.